Bây giờ nó chuyển sảnh mình đi qua, mình chuyển bên kia thôi. Ví dụ như con người đồ đeo trên nó máy nó vậy. Ngon quá. Cái kia thùi. Đúng là bị đuổi luôn. Cảm giác mình bị đuổi luôn. Nó đuổi thật. Đuổi kéo. Cái phẩm đó đắt tiền đúng không? Dạ. Phẩm đó đắt tiền đúng không? Phẩm VIP đúng không? Vâng. Tôi hỏi nó phòng đó còn biết không? 3 triệu mấy một phòng á? 3 triệu mấy, 4 triệu một phòng đúng không? Vâng.